Mô Phật, hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2022 thì có một chút xíu thời giờ hôm nay rảnh rỗi cũng mấy tuần. Bữa nay ngày thứ tư rảnh hơn ngày cuối tuần, tại cuối tuần rất là nhiều mấy bác lớn tuổi ở khắp tất cả các tiểu bang thế giới về thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật ở núi Thiên Long Sơn, về cũng thăm Kiệt luôn. Thì Kiệt cảm ơn các bác các anh chị tuần nào cũng kéo về ngủ khách sạn, bỏ đường xá lặn lội xa xôi cả tuần đi đường từ khắp tiểu bang Tasik, Canada, Úc, Thụy Điển, Pháp. Thì Kiệt rất là cảm kích và cảm ơn các bác đã về thăm núi Thiên Long Sơn, thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật và thăm Chúa. Hôm nay mình nói về tại sao Chúa lại chọn Kiệt và người truyền tin mà lại không chọn những người thông thái ở bên Công giáo như Đức Giáo Hoàng nè, mấy vị Hồng Y nè, mấy ông cha nè, học cao hiểu rộng, siêu trí tuệ, siêu trí thức, mà lại chọn dốt này không có hiểu gì nhiều Công giáo mà lại còn tu Phật. Thì một chút mình sẽ giải thích sao, nhưng mà mình lấy tựa đề gì thì Chúa sẽ tái lâm sau đệ tam thế chiến rất là gần, nghĩa là mình đang ở cận kề của ngưỡng cửa chiến tranh. Cách đây mấy năm trước khi Phố Vô Sa Anh Long phỏng vấn Kiệt ở núi Thiên Long Sơn, lúc thời đó còn e ngại lắm, ngại lên trên mạng, là ngại truyền thông mình đâu muốn người ta cười mình nói chuyện tào lao đâu. Thì thời đó Kiệt nói là Cộng sản Trung Cộng chia năm xẻ bảy, tất cả những thể chế ma quỷ mà mưu mô tính toán gian ác độc tài trên thế giới mình gom lại hết nha, gọi là trục á, đồng minh mình là NATO đó. Thì những cái trục đó gọi là thể chế ma quỷ, nó sẽ biến mất trên cái quả địa cầu này rất là màu nhiệm và một cách cực kỳ không ai nghĩ, không ai ngờ được là tại sao lại xảy ra. Thì mỗi ngày những gì Kiệt nói thì quý vị phải có cái chánh kiến và theo dõi tin tức, thì quý vị sẽ kiểm nhận được những lời Kiệt nói đến ngày hôm nay hầu như trúng 95%. Chỉ còn có một cái là cái vị này sẽ xuất hiện thì là Kiệt trúng hết. Tất cả những cái ác của thế gian này phải trỗi lên hết trong cái thời đại này, những cái chiêu trò, những cái mưu mô của loài người, những cái gọi là mình sẽ không có sống nổi, và 18.000 đầu đạn hạt nhân tự mình chế tốn biết bao nhiêu tiền của, thì hôm nay á, nó làm cho 7 tỷ người trên thế giới không có một ngày nào, cả một người bình thường không có hiểu gì về chính trị hay là không có hiểu gì về tin tức, cũng không biết đọc tin tức, cũng phải hồi hộp lo sợ không biết ngày mai mình còn được nhìn mặt trời không nữa đó. Thì mình là tất cả 7 tỷ người, cả Kiệt luôn nha, mình đang sống trong sự hồi hộp đó. Trước đây năm 2019, trước khi Covid xảy ra ở dịch Vũ Hán, thì mình sống rất bình an, tất cả chúng ta rất là vui vẻ, sáng ly cà phê, chưa ăn cơm hủ tiếu, chiều lai rai không ở Sài Gòn á, rồi tối thì vẫn gia đình đi ca nhạc đồ rất là vui nhộn. Nhưng mà mới có 2 năm thôi, tất cả mọi thứ đều biến mất hết, chỉ còn lại sự lo lắng hồi hộp, tương lai bất định. Tất cả chúng ta đang chờ một thứ để xảy ra, đó là cái cuối cùng của năm cái. Thời đó thì nó có năm thứ để mà những cái ác của thế gian này đi, và cái thiện và cái thật từ đó sẽ tồn tại trên quả địa cầu này 3-4.000 năm. Chúa Giêsu tức là Phật Di Lặc sẽ tái lâm,
Còn tại sao ngài lại chọn Kiệt? Thì hiện giờ Kiệt đang nói thì sẽ có một số anh em con chuyên bên công giáo sẽ cười bể bụng: ô, cái thằng này đâu có hiểu gì Chúa bằng tôi học thần học ở bên La Mã, tôi là ông cha, tôi là linh mục, biết bao nhiêu hồng y trên thế giới, lại sao chọn dốt ở vùng quê miền Tây này, rồi không có hiểu gì Chúa mà đi học Phật mà hôm nay lại là người được Chúa chọn để truyền tin. Đó thì các anh các chị con chiên ngoan của Chúa khoan hả cười, để kỳ giải thích khoan hả cười, đó là vì Chúa thương tất cả con chiên của Chúa. Hôm nay muốn cứu rỗi con chiên của Chúa thì Chúa phải cho con chiên của Chúa lên một cái lớp từ học thế gian giữ thập thiện. Thế gian có nghĩa là đời sống của nó này, giờ làm ăn lành ở hiền, có hai cuốn kinh. Nhưng ngoài đó Chúa hồi thời xưa 2022 năm về trước thì bao nhiêu đó là quá đủ rồi, thời mình còn cưỡi ngựa ăn lông ở lỗ. Đến thời nay mình sắp sửa đá banh với người hành tinh ở giữa đó, mỗi bên 12 người á, thì cái thời đại nó văn minh như vậy. Bây giờ là mình đã thấy giờ năm rồi đó, không vì iPhone 13 Samsung đồ lợi hại lắm, thì mình phải học trong cơ thể bản năng của con người mình nó có linh hồn và nó sẽ chuyển thế đi từ thân này qua thân khác. Không có dạy mấy cái đó nhiều, chỉ dạy mình ăn hiền ở lành. Thì các cả bên Hồi giáo cũng vậy, đến khi Phật như là xuất hiện, tức là Chúa xuất hiện, Chúa cho mình lên lớp với dấu hiệu này. Dấu hiệu này có từ năm 1979, thì tất cả con chiên của Chúa tương lai sau này sẽ học Phật. Phật không phải là đạo mà là một cái công thức, mình nên nhớ mình học một cái công thức mới, giống như là mình biết làm toán cộng trừ nhân chia, hôm nay mình học toán đại số vậy đó. Mình lên lớp thì để mình có mở ra trong tất cả kinh Phật mấy nghìn tam đại tạng kinh, có điều có dạy hết mật tông và bên ngồi thiền của Ấn Độ và Tây Tạng Việt Nam luôn nữa, thì mình sẽ mở thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và thiên tâm thông, cảm ứng thông, rất là nhiều thần thông. Khi những con người trong tương lai, những đứa trẻ sau này và cả ngày hôm nay, những đứa mà nó hồn nhiên, nó có thể ngồi thiền 3 tháng, nó có thể sẽ thành một người siêu trí tuệ với định tuệ. Khi mình giữ giới luật, mình sẽ sanh ra trí tuệ, từ trí tuệ mình sanh ra thần thông, thì con người lúc đó sẽ không còn nói láo lẫn nhau, không còn mưu mô tính toán, và mình sẽ biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình, thì con người nó sẽ sống chan hòa với nhau trong những thế kỷ về sau. Thì cái kênh này của Kiệt là khuyên người ăn hiền ở lành, và Kiệt là người truyền tin cầm cái chuông cái kẽn đi trước để báo động vị này sẽ tái lâm, sẽ xuất hiện. Thì trong kinh thánh của bên Khải Huyền bên Công giáo đó thì cũng có nói đó, nhưng mà hôm nay trong đó cũng có nói đến khi ta xuất hiện chứ mà các ngươi cũng không biết. Thì hôm nay Kiệt làm cái mặt dày, Kiệt cũng cố gắng để nói cho quý vị biết là tại sao Chúa chọn Kiệt mà không chọn những nhà thần thông thông thái ông cha Hồng Y hay là Đức Giáo Hoàng để mà nói mấy cái chuyện này, là vì cái lòng của Kiệt không có dị biệt, không có dị biệt tôn giáo. Bất cả tôn giáo nào cũng đều là từ thượng đế lập ra, cha là thượng đế, thì Đức Chúa Trời của Công giáo là một cái thân cây bao nhiêu nghìn năm á, thì một cái nhánh cây nó mọc. Phật giáo là một cái nhánh cây, Hồi giáo là một cái nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây, Cao Đài giáo là một cái nhánh cây, rồi tới Hòa Hảo giáo, Vũ Sơn Dự Hương, tất cả đều là nhánh cây và bông hoa trong một cái thân cây của thượng đế. Chỉ vì khác vùng miền, khác tiếng nói cho nên nó hơi khác một chút, nhưng mà mục đích chính của cha lập ra tất cả các đạo trên thế giới là để cho chúng ta học để sửa cái tâm ăn hiền ở lành. Mục đích chỉ có vậy thôi, là làm người tốt, cái chữ tốt thôi, mà phải lập ra biết bao nhiêu cái đạo. Nếu vô tình hôm nay biết chữ tốt thì đâu có đến nỗi mà hôm nay nghe là thua te tua, thua đến nỗi là cả thế giới tẩy chay.
Bây giờ thì còn sợ quê mắc cỡ lầm lì đánh cầu cưa chứ thật sự trong lòng đã biết thua rồi. 24 tiếng đồng hồ không thắng mà tới ngày hôm nay vẫn còn đánh, tức là thua. Ý là như vậy, cũng giống như ông Trump bước xíu nhưng tức là thắng, thì lâu nay kỳ cũng nói về ông Trump vậy. Đó là năm thứ để mà tất cả những cái ác, những cái tà mị của ma ở trên trời, có thiên ma nha, tức là Satan á, nó cũng đang đấu đá với Chúa Trời á. Thế nhưng thì con cháu nó cũng vậy, mà muốn muốn làm sạch sẽ cái trái đất này á thì là nó có năm thứ phải làm sạch sẽ. Thứ nhất đó là thiên tai khắp mọi nơi, khí hậu thay đổi khắp toàn cầu. Quý vị có thấy gần đây bao nhiêu chuyện, nào là lũ lụt nè, hiện giờ đang lũ lụt Việt Nam, Hà Nội đúng không, rồi rừng cháy, núi lửa ở Hawaii Oai cháy, rồi những cái trận động đất, rồi sông máu, rồi đất nẻ gì đó. Đó đó là thiên tai là một thứ. Thứ hai là nạn đói lương thực, thì cái gì bây giờ cũng đang đang thấy đó, nạn chết đói khắp toàn cầu sắp sửa xảy ra nữa, mà nó đã ra đói rồi, Việt Nam mình cũng đang đói lai rai rồi. Cái thứ ba là về chính trị, chính trị nó ảnh hưởng qua tài chánh khủng hoảng, thì giờ quý vị thấy giá xăng nó nhiều chỗ lên tới 7-8 đồng luôn á, nó đau lòng, làm cho cả nền kinh tế thị trường chứng khoán khủng hoảng. Nhưng mà cách đây 5-6 tháng Kiệt có nói là thị trường chứng khoán nó sẽ khủng hoảng, những người mà chơi stock nếu mà theo dõi Kiệt hôm nay chắc cũng đỡ bị phá sản đó nha. Là ba thứ chính trị tài chánh khủng hoảng toàn thế giới hết, rồi tới bệnh tật 2019 từ dịch Vũ Hán lan tràn ra, nó tới 600 triệu người trên thế giới đang bị nhiễm và 6 triệu người chết, cỡ khoảng đó, 600 triệu người bị nhiễm và đang tiếp tục tới ngày hiện tại ngày hôm nay của chúng ta. Đó là bệnh tật, là cũng để chờ ông này xuống. Và tới cuối cùng là bom đạn do chính đồng tiền xương máu tiền thuế của mấy tỷ người trên thế giới gom góp lại để chế 18.000 quả bom nguyên tử khắp toàn cầu sắp sửa nổ. Thì nói là sắp sửa nổ đó, nhưng mà cũng may phước kỳ đó Kiệt đặt cái bàn thánh 2018, Kiệt xin Chúa xin cha xin tất cả các chư vị trên, nếu mà nó nổ một cái không biết con ở đâu á, ăn trốn ở đâu nữa, tại nhà con nhỏ lắm, con ở nhà có 923.000 thôi, không có đào được cái hầm. Cho nên thời đó mấy vị nói rồi, ta không cho bom nổ thì bảo đảm bom tử sẽ không có nổ, là vì thời đó chư Phật đã phóng hào quang xuống ngay đỉnh Thiên Long Sơn, lúc đó được lập bàn thánh thì có hình đó. Đó là năm thứ, tất cả những cái ác như một khối sắt khổng lồ, trân trọng nó rất là hùng mạnh và giàu có, cả Nga cũng vậy, một khối thép khổng lồ. Thì ở trên chư vị mới giờ có năm thứ để mà tách cái cục sắt cục thép này ra, thì bảo đảm con người tính cỡ nào cũng không bằng ở trên tính, trời tính. Thì chỉ mong những ai trên thế gian này tới ngày hôm nay mình đã trải qua như vậy rồi, lần cuối hôm nay thì xin tất cả các quý vị bên Công giáo Phật giáo phải tin Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Chúa sẽ tái lâm. Bên Phật giáo cũng không tin, mấy triệu Phật tử trên thế giới hôm nay cũng cà lơ cũng chưa tin Kiệt, và mấy cả mấy tỷ người trên thế giới cũng vẫn chưa tin Kiệt, chỉ có một số nhỏ không tới chấm 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 1000% còn tin Kiệt. Thì số đó Phật mới nói là 10 chết 7 còn 3 đó, chết 2 còn 1 mới ra thái bình. Thì trong lúc này là thời sàng lọc. Sàng lọc là gì? Sàng lọc cái tâm, cái ngã của mình, cái học vấn thế gian của mình, chẳng qua giúp cho mình có cuộc sống đàng hoàng, có hai tầng lãnh một cái đầu lương về nuôi vợ nuôi con. Nhưng mà ngoài kia bao la vũ trụ có rất là nhiều chuyện quyền quyền thoại, quyền duyên, thần thông, và thiên ma đang đấu đá chảnh.
Tức là còn tất cả những lãnh đạo thế gian, bao nhiêu nước của NATO hay là những thói trục của Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, chẳng qua là những con cờ thôi. Chứ gì chỉ đang từ từ để cho hạ cái màn này xuống, mà với sự chết chóc rất là ít, thì đó là sự ân ân huệ, ân phước của Thượng Đế rồi. Sắp sửa có chiến tranh thứ ba, Chúa Giêsu sẽ tái lâm sau, sẽ giáng trần sau sau khi mà nhân loại đang lúc mà quá khủng khiếp, quá cần Ngài. Nhân loại chúng ta 7 tỷ người, mỗi ngày ngủ sáng thức dậy không biết ngày mai mình có thức hay không, hay là mình ngủ luôn. Một trái bom nó nổ ra thôi, không chi 18.000 trái bom nguyên tử, mà nó mạnh hơn những trái bom thời đại nhị thế chiến biết bao nhiêu lần. Thế là Phật. Và việc giải thích cho tất cả những con chiên ngoan đạo thuần, và đồng thời cái đầu cũng bự cái này, tức là học cao á thì cái đầu mình nó vô nhiều, phải không? Giống như mình uống nước thì cái bụng bự vậy, thì học nhiều thì cái đầu cũng bự, nghĩa là ngã mạng á. Hôm nay xì bớt lệnh chốt thì mình coi những gì cái thằng đã được Chúa chọn ba truyền tin này nói trúng chặt. Nếu được nói chặt, mời tất cả các bạn lên núi Thiên Long Sơn, địa chỉ là 3215 Calarat ở Mipitat, Bắc Cali, đối chứng với Kiệt, Kiệt khách luôn á. Tại vì hôm nay á, là sắp chết một đống tới nơi á, Kiệt giờ cũng không biết hết ý hết lời với quý vị luôn á. Thách những người Công giáo lên trên núi đối chứng với Kiệt. Còn linh Phật thì cái nhã cũng cao lắm, cho nên họ cũng biết nhưng mà trong lòng tin nhưng mà không có ra mặt. Đó là Kiệt biết như vậy. Vì Kiệt thương các con chiên của Chúa, là nhiệm vụ của Kiệt xuống đây truyền tin để cho Chúa được cúng khi Ngài xuất hiện. Là vì khi Ngài xuất hiện là Ngài muốn chọn người hiền, chứ Ngài không có muốn chọn cái người cái đầu bự. Ta kêu các con học để có lòng tin, chứ không phải ta kêu con học cho giỏi rồi cũng giống như uống nước thì phải xì ra, chứ đợi uống nhiều vô rồi cái đầu cũng bự chừng đó. Thì đa số thời nay là vậy, vì vật chất, vì cuộc sống, vì hai thách, tức là điện thoại, rồi văn minh quá, khoa học cao siêu quá, cho nên những chuyện tâm linh đó, họ xa vời. Càng học cao càng xa tâm linh. Cho nên cái kênh này chị nói lại, kênh truyền tin của Thượng Đế. Giải kênh này chị năm năm thứ người. Người thứ nhất là những người xăm mình, xăm đầy mặt đầy mày, cầm mã tấu chạy ngoài đường. Người thứ hai là những Phật tử tu theo thời đại của hồi xưa Pháp Phật Diệu Tận đã nói ma tăng xuống làm phá đạo của ta. Lúc mà Phật nhớ, Phật khóc á, tại lúc đó thiên ma nó hù Phật, nghe Phật cũng buồn Phật khóc. Đó là những Phật tử đó bị khó độ. Thứ ba là những con chiên rất là ngoan của Chúa. Thứ tư là những nhà học quá giỏi mắt kiến dày. Thứ năm là những người có tiền có của có chức quyền. Cho nên năm thứ này Kiệt cũng không biết làm sao để mà độ được, để nói chuyện với họ được. Thì Kiệt chỉ làm hết sức của mình thôi. Nhưng mà mấy vị kêu con cứ gán, cái mặt con gán dày thêm chút. Thì hôm nay Kiệt thách tất cả những người bên Công giáo có thể lên núi Thiên Long Sơn đối chứng về tâm linh với Kiệt, thì Kiệt sẽ nói nhiều hơn. Trên mạng Kiệt không nói nhiều, nói nhiều sợ quý vị á, Kiệt không bị khùng nhưng mà quý vị sẽ bị khùng á. Tại vì những chuyện nó rất là, người đời gọi là quan tưởng, nhưng mà không có quan tưởng. Kiệt sống hai thế giới, nửa là đời, nửa là tất cả các vị. Thường xuyên Kiệt nói chuyện là thường xuyên á, Kiệt không có nói mỗi ngày nha, mà hầu như như vậy. Thì Kiệt tiếp xúc với bề trên để Kiệt biết được những chuyện để Kiệt lo cho nhân loại từng ngày từng giờ từng tháng, để mà các vị có thể chuẩn bị hết Covid tới chiến tranh tới lũ lụt. Và coi lại tất cả những clip gần 2 năm nay,
có xảy ra không? Hiện giờ Việt Nam làm sao? Tiền Việt Nam sắp thành tiền giấy. Hôm nay giá vàng sao? Có bao nhiêu á, lên giá khủng khiếp, đất đồ này nọ. Nhưng mà cái đó thì chị không muốn nhạy cảm, chị không muốn đụng về nhiều vấn đề đó. Không phải việc sợ, nhưng mà sẽ có một ngày chị sẽ đúng nhiên, chị sẽ về bển. Khi mà sư phụ chị và Đức Thầy xuất hiện, chị sẽ về, thì chị cũng phải ngồi nói chuyện với tất cả những người đang làm cho nước Việt đau khổ. Cho nên hôm nay chị không muốn đụng chạm. Tại ngày đó chị phải ngồi nói chuyện để mà cho tất cả mọi người không không có thù oán. Nước Việt không có Bắc, không có Nam, là một quốc gia. Bắc Trung Nam là con rồng cháu tiên. Tất cả chúng ta không có nên trả thù trả hận như thời trước 75 nữa. Mà ai làm cái gì, nhân loại không có quyền xử nhau. Chỉ khi mà ai mà làm sai phạm nhiều á, khi mất á, thì thần hồn sẽ bị diêm vương xử hay là ở trên xử. Người thế gian không có quyền xử nhau, đó là chuyện biết như vậy. Nhiệm vụ của việc là sứ giả hòa bình là cái mối hàng. Bây giờ Phật thì nói là lý do sao Chúa đã chọn Việt là người truyền tin, thì giải thích rồi đó. Nghe mấy mấy con chiên ngoan của Chúa bên đây đã cho thấy mặt Chúa đây. Chứ giờ nếu mà mình nghĩ chọn một nhà học thành thông học bên Công giáo quá siêu, thì lên đây nói lại ngoài có cả triệu mà nói. Tới ngày hôm nay Chúa nói thường thường hồi xưa Kiệt với bà xã cười là đạo Công giáo, và xã cửa đạo Công giáo vô cái có ông cha thư ở đây nè, ông làm lễ. Ồ, Chúa đã phán các người kết hợp là bất khả phân ly. Ai về đâu mới có 9 tháng ẩm con đi theo trai thì làm sao mất phân ly. Nên con chiên của Chúa không bao giờ nghe lời của Chúa, mà tối ngày hôm nay cũng vẫn không nghe lời. Hôm nay Chúa kêu con xuống nói chuyện, họ cũng vẫn không nghe con, thì con cũng bó tay luôn á. Phật chưa nói chút, còn mình nói cái thời đại mà ma quỷ này, ma quỷ nó muốn chiếm hết một quả địa cầu này, nó xém một chút là nhuộm toàn cầu màu đỏ rồi, máu đỏ rồi. Nhưng mà giờ chót á, được ở trên các chi vị kể lại, thì hôm nay bao nhiêu cái giống như đường tơ lụa nè, nghe rồi những cái giờ năm đi khắp Âu Châu nè, nghe rồi xâm chiếm Biển Đông, đó là những cái tội của những mà cái hát thiên ma. Nó chỉ có, nó có thần thông, nó cao như Phật ngang hàng, nhưng mà nó thiếu một cái là lậu tận thông lịch và từ bi. Thầy Như Trung Rồng, Diệt Chủng Tân Cương, rồi Diệt Chủng tới người Tây Tạng, chiếm Tây Tạng, người Mông Cổ, rồi mổ nội tạng của người Như Ngô Nhĩ, rồi không cho phụ nữ sanh sanh nở nữa, rồi còn ăn bào thai em bé đồ. Đó là những tội của Trung Cộng. Rồi bán phụ nữ, những con thời nói việc mình á, còn phụ nữ Việt Nam mình khi qua bên Trung Cộng thì làm vợ của ông nội, thì, vợ chánh, rồi làm vợ bé của con trai lớn, rồi vợ nhí của con trai thứ hai, rồi làm vợ út của con trai út, cứ nghe làm vợ hết gia đình. Thì đến khi Kiệt đích thân được bỏ tiền chuộc từ Trung Cộng về, thì Kiệt mới biết câu chuyện này. Nó có 14 tuổi đó nghe quý vị, hiện giờ nó là ở bển á. Lúc đó Kiệt bỏ ra 2,5 ngàn Kiệt chuộc nó về đó. Chứ không thôi á, khi nó ở hết gia đình rồi, người ta còn sắp sửa đưa ra ngoài chỗ mấy cái ổ. Mấy cái ổ nó nói những người đứa vô ổ mà làm việc không được ở ngoài đó đó, nó đem vô cái máy sấy giống như mà máy xay xay thịt chà bông vậy đó, xay nát luôn. Thì nó án không? Đó, thì bao nhiêu chỉ có ma quỷ nó làm vậy. Là bên bển. Có một cái nó là đại ca của mình nhé, đàn anh của mình. Rồi nó mấy mấy đứa nít trẻ em của Việt Nam mình qua bển, nhớ hồi xưa thấy mấy cái hình nó nhốt trong chuồng. Rồi tạo rất là nhiều chất độc, chất quá chất ở chợ Kim Biên,
rồi làm bia rẻ tiền, rồi thả móc ốc bươu vàng, rồi mua móng trâu, rồi mua mèo, tức là làm đủ cách để hại người. Cái đó là chỉ có cái tâm ác người ta mới làm vậy, chứ người thường đâu ai làm được vậy. Đâu quý vị nhìn thấy những cái ác sau này nó sẽ không còn những cái ác đó. Mục đích đó là cho những đứa mà giống như nó đang học, nó học từ nhỏ là cha mẹ Việt Nam học bù đầu, học từ sáng tới tối, làm bài hoài cũng không hết. Nhưng mà cuối cùng học rồi á, ăn ba chất độc đó, vừa học xong đại học cái chừng 2-3 năm cái sanh bệnh này sanh bệnh kia. Mà đứa nào ở Sài Gòn là dân nghèo không ạ, gia đình nghèo, học học xong bệnh tới chưa kịp làm trả hiếu nữa, bị ung thư hẹp chết. Đó là những cái ác. Thì để kịp kể cho sao cho quý vị nhớ những cái ác của thời xưa. Hôm nay nước mình nhập lại một là đồng lòng để mà gọi là thuận thiên. Chứ hồi xưa là phân nửa là nghịch thiên, phân nửa là thuận thiên. Phe nào thuận thiên, phe nào nghịch thiên.